mời các bạn trở lại kênh Trung MK của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn vượt ải 2 thử thách quyết đấu vui vẻ để nhận tướng tiểu quỷ mang tiếng Fly. Các bạn xem video thấy hay, like và đăng ký ủng hộ cho mình kênh của mình để mình có được làm video tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.